Tôi đề nghị phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với tất cả các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh làm rõ việc này. Không có bất cứ một kẻ nào có quyền đụng đến gia đình anh em chiến sĩ, đặc biệt là gia đình liệt sĩ. Rõ. Vũ, cháu yên tâm công tác. Ban giám đốc và tất cả cán bộ chiến sĩ công an tỉnh luôn ở bên cạnh cháu, nên trong bất cứ hoàn cảnh nào cháu không được dao động. Như thế mới là bản lĩnh của người chiến sĩ cảnh sát kinh tế. Hơn nữa, cháu còn là chỗ dựa của gia đình. Dạ vâng. Chuyện như thế là rất lớn rồi đấy. Chứng tỏ cháu đã động được đến điểm chính yếu, khiến cho đối tượng phải phản ứng tiêu cực. Cháu cũng nghĩ vậy. Chuyện hôm trước mà cháu nhờ chú. Hiện tại thì cục đang theo một chuyên án rất lớn. Dòng hàng tỏa đi nhiều nơi. Khả năng có cả đồng binh đấy. Chú có thể cho cháu một ít thông tin được không ạ? Tạm thời thì chưa được. Nhưng chú sẽ lưu ý. Mà sẽ sớm thôi. Cháu yên tâm nhá. Dạ vâng. Cảm ơn chú ạ. Ừ, máy mới đấy. Mà màu này lạ em ạ. Em có thích không? Màu này không hợp mệnh với em. À, em gái. Dạ. Lấy cho anh con hồng hồng này. Con này mà không thích nữa mới là lạ đây. Dạ đây em gửi anh ạ. Anh mở ra được không? Dạ anh mở thoải mái ạ. Đấy, hồng nhã nhặn nhá. Màu này chỉ có học sinh dùng thôi. Anh chị ơi, tất cả các mẫu hàng bên em đang được khuyến mại đấy ạ. Được chiết khấu với cả được tặng quà luôn. Đang khuyến mãi đấy em. Em ơi, dạ. Chị có thể xem mẫu khác được không? Dạ được chị. Thế em gửi chị. Ôi anh ơi, em thích màu này. Màu này à? Bên mình còn hàng không em? Dạ, mẫu này bên em hết rồi ạ. Nếu mà anh chị muốn đặt hàng thì 2-3 ngày nữa anh chị qua đây ạ. Chắc là đợi 3 hôm không em? Dạ chắc chắn luôn ạ. Em chịu khó đợi 2-3 hôm nhé. Đợi chờ không bao giờ là hạnh phúc. Dạ, đôi mình đi đâu cũng thế thôi ạ. Nếu mà bên TN bọn em không còn thì không còn cửa hàng nào khác còn đâu. Bọn cháu đã tìm nhiều cách để phong tỏa nguồn cung, nhưng mà các cửa hàng bán lẻ vẫn tìm được nguồn hàng bổ sung. Nên cháu chắc chắn họ phải có một đường dây khác. Cháu nên tập trung vào những đầu mối xung quanh. Ý của chú là nguồn hàng có thể ở ngay Đông Bình này ạ? Cháu cứ tìm hiểu kỹ đi. Cứ tập trung vào điều tra. Nếu cần, chú sẽ cho một số đầu mối cần thiết nha. Dạ vâng. Cháu cảm ơn chú. Đây là 3 lô hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn VIA tại Nội Bài. 3 lô hàng này gồm 40 kiện hàng chứa toàn bộ điện thoại di động, nhưng lại khai báo là hàng hóa khác để qua cửa khẩu sân bay. Qua khám xét, xác định được có 512 chiếc điện thoại iPhone các đời khác nhau và 195 chiếc điện thoại dòng khác. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ. Hàng bắt quả tang đang đi về đâu? Và liên quan thế nào với VIA? Là lô ngày hôm qua của một công ty có chung sở hữu với công ty VIA. Bên hải quan đặt nghi vấn nên có thông chi cho bên mình. Nhưng giữa ta và hải quan đã có phương án cụ thể nên cố tình cho lọt lô hàng đó. Mục đích là để truy ra đối tác của đường dây VIA. Truy ra được những ai rồi? Báo cáo anh, gồm có một doanh nghiệp có thương hiệu mạnh, trụ sở tại Hà Nội, và của một công ty chuyên kinh doanh điện thoại ở Đông Bình. Tiếp tục hướng về Đông Bình để xem chủ hàng có liên quan thế nào với nhóm trong chuyên án mà cục đang chỉ đạo. Rõ.
xuống xe. Yêu cầu đối tượng xuống xe. Ra ngoài. Không che hắn.